Theo địa trì Bồ Tát. Theo những gì địa trì Bồ Tát nói. Phước chính là bố thí trì giới những nhục nương vào thiền nương vào tinh tấn để tu hành bố thí trì giới tứ vô lượng tâm thì gọi là phước phần. Đây là nói về tu phước. Phạm phu trong lục đạo chưa kiến tánh. Tuy trong tự tánh đầy đủ vô lượng công đức, nhưng nó không khởi tác dụng, không thể hiện tiền. Phước báo phàm phu trong lục đạo đều phải nhờ vào chính mình tu được. Tu những việc gì là phước ở đây nêu ra cho chúng ta. Đây là lục độ của Bồ Tát. Trong lục độ trừ Bát Nhã ra năm độ còn lại đều là tu phước. bát nhã là tu tuệ khi thành phật chúng ta tán thán phật là nhị túc tôn nhị là phước và tuệ túc là viên mãn cả hai loại đều viên mãn phật có phước tuệ viên mãn nhất do đó phật là tôn quý nhất học phật làm sao không tu phước cho được nếu không có phước báo thì bản thân tu hành sẽ có chướng ngại ăn mặc đều không đủ thì tu đạo rất khó khăn. Không có phước báo, thì bạn không có cách gì độ chúng sanh. Phật dạy chúng ta độ chúng sanh, kết duyên với chúng sanh. Khi tiếp xúc với hết thầy chúng sanh, thì phải làm việc gì trước tiên? Phải bố thí. Nếu bạn không tặng họ một chút để vật Kết tiện duyên với họ Thì bạn rất khó độ họ Thế nên bố thí vô cùng quan trọng Đặc biệt là bố thí tài Khi tiếp xúc với hết thảy chúng sanh việc đầu tiên phải làm là bố thí tài. Họ sẽ sanh tâm, hoan hỷ. Rồi sau đó mới là bố thí pháp, bố thí du ý. Họ có ấn tượng tốt với bạn. Biết bạn đối với họ là thiện tâm, là thành ý thì họ sẽ chịu tiếp nhận sự dạy dỗ của bạn tiếp nhận lời khuyên của bạn phước vô cùng quan trọng sau đó lại nói bởi vậy thiện được gọi là phước lợi lợi là lợi ích Thiện chính là lợi ích chân thật Cảm báo yên vui Nghĩa là Quả báo mà bạn cảm được Là xứng tâm như ý Hiện nay người này họ đã đọc kinh nghe danh chiêm ngưỡng hình tượng địa tạng bồ tát thì họ nhất định có được phước lợi nhưng không biết sẽ được bao nhiêu điều phước lợi phước lợi bao lớn đây là bồ tát vì chúng ta mà thịnh giáo Thế tu Hai câu tiếp theo trong chú giải Là nói từ trinh lý Chúng ta phải hiểu Phải biết phước lợi do tâm Tâm có thể tạo phước Hai câu này rất quan trọng nhất định phải tin tưởng. Lần này cư sĩ Lâm, cư sĩ Lý Mộc Nguyên muốn phát tâm xây làng di đà. Muốn mở Phật học viện hơn nữa hoàn toàn không thu học phí. Ai dám làm Hiện nay Họ đang lập bản vẽ cho làng Di Đà Tương lai có thể ở được hơn một ngàn người Hơn một ngàn người mỗi ngày ăn cơm Không thu phí thì tiền từ đâu tới Ai cũng không dám phát tâm này Ông dám Ông dựa vào điều gì ông hiểu được đạo lý này phước do tâm tâm có thể tạo phước ông dựa vào điều này người thông thường tuy đọc kinh phật khi đọc mấy câu này vẫn là không thể tin tưởng cư sĩ lý mộc nguyên tin tưởng cho nên hai chữ tinh phật này thật sự không dễ làm Ông thật sự tin tưởng Tin thì sẽ có cảm ứng Cảm ứng không thể nghĩ bàn Có một lần Ông nói với tôi Rất nhiều diện dưỡng lão ở Singapore Diện dưỡng lão đó là diện cứu tế Cứu giúp những người già bơ dơ khốn khó Không nơi nương tựa viện dưỡng lão nhận nuôi họ. Trong đó, có người phát tâm tới chăm sóc cho người già. Những người niệm Phật chúng ta ngược lại không có phước báo, không sánh bằng người trong diện dưỡng lão. Nói như vậy không phải là quá lời. Lời này của ông nói rất đúng người thực sự phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ chắc chắn có người cúng dường người ta không cúng dường thì thiên thần sẽ đến cúng dường tại sao vậy người ta không biết được đây là đại phước báo đại phước điền người trời biết được Trong sách xưa chúng ta đọc thấy Luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam đời đường Trì giới rất nghiêm Lão Pháp Sư ngày ăn một bữa trưa Mỗi ngày ăn một bữa Ai tới cúng dường cho Ngài Người trời tới cúng dường Ngài mỗi ngày cúng cho ngài một bát cơm ngài là một người trì giới thanh tịnh ngày nay trong niệm phật đường có nhiều người như vậy tuy không thể nói là mọi người đều giảng sanh chỉ cần có một hai người giảng sanh thành phật thì mọi người đều thâm lây Phật Bồ Tát Thiên Long Thiện Thần đến cúng dường Không thể nói chỉ cúng dường hai người này Còn những người khác thì không quan tâm Không có đạo lý này Mọi người đều được nhờ Nhất định có chư Phật hộ niệm Long Thiên Thiện Thần chăm sóc Cư sĩ Lý Mộc Nguyên tin tưởng Cho nên ông có dũng khí Ông dám làm tương lai phật học viện cũng có thể không thu học phí không những không thu học phí mà còn cúng dường ăn mặc chỗ ở đi lại cũng là đạo lý này bồi dưỡng những pháp sư trẻ tuổi hoàng pháp lợi sanh tiếp nối huệ mạng phật đương nhiên những người này cũng sẽ được chư Phật hộ niệm. Long thiên thiện thần ủng hộ giống như vậy. Chỉ cần bạn phát tâm chân thành mà làm. Nhất định có thể làm được thành tựu. Đạo lý ở chỗ này. Hai câu sau này là lý. Lý rất sâu tâm còn không thể được. Trong Kinh Kim Cang nói, tam tâm không thể được. Phước lợi ở chỗ nào? Đây là nói về lý. Nói rõ, tuy được phước lợi, nhưng không chấp trước phước lợi. Thì phước lợi này mới là chân thật. Sau đó, Phật liền khai thị. Nhược vì lai thế, Hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân Kiến địa tạng hình tượng Cập văn thử kinh Nại chí độc tụng Hương hoa ẩm thực Y phục trân bảo Bố thí cúng dường Tán tháng chim lễ Đắc dị thập bát Chủng lợi ích Đoạn này nói sơ lược về Pháp tu cũng chính là làm thế nào tu phước đoạn này văn không dài chỉ có hai hàng trong đó có vài chữ quan trọng chúng ta nhất định phải chú ý thứ nhất là thiện thiện nam tử thiện nữ nhân tiêu chuẩn thấp nhất của thiện là ư thiện mến đức đây là điều kiện nhất định phải có đủ người như vậy nhìn thấy hình tượng địa tạng bồ tát cúng dường hình tượng bồ tát tuyệt đối không phải là mê tín tại sao cúng dường hình tượng nhìn thấy hình tượng liền nhắc nhở chúng ta lời dạy của bồ tát là ý nghĩa này Nếu như không nghe danh Không thấy tượng Thì rất dễ quên mất lời dạy của Bồ Tát Cho nên ý nghĩa quan trọng nhất của danh hiệu Và hình tượng Là từng giây từng phút Nhắc nhở chính mình Phải biết Nói theo Địa Tạng Bồ Tát. Học tập Địa Tạng Bồ Tát thì phước báo của bạn sẽ lớn. Sau đó, dùng hương hoa thức ăn, quần áo, trân bảo để bố thí cúng dường. Phía trước đã nói tường tận về ý nghĩa này. Biểu thị lòng cung kính của mình. Đều biểu thị Cho sự phát tâm Phát nguyện Y giáo phụng hành của mình Do đó cúng dường Không phải ở trên những hình thức này Hình thức là biểu pháp Cúng dường nhất định phải biết được y giáo tu hành cúng dường đây là kỳ vọng của thế tôn đối với chúng ta trong phẩm hạnh nguyện phổ hiền bồ tát dạy chúng ta hết thảy phẩm vật cúng dường đều không sánh bằng pháp cúng dường du lượng du biên bố thí cúng dường không bằng pháp cúng dường trong pháp cúng dường đã nói cho chúng ta bảy điều điều thứ nhất là như giáo tu hành cúng dường chúng ta y theo lời dạy trong kinh điển mà làm đây mới là cúng dường thật sự cho nên cúng dường trên mặt sự là biểu pháp hương biểu thị lòng tin biểu thị giới định hoa biểu thị nhân thức ăn biểu thị tiếp nối huầy mạng phật Quần áo biểu thị nhẫn nhục Trân bảo biểu thị phước lợi Tất cả dùng để biểu pháp Trong đây tuyệt đối không phải mê tín Tán tháng Là giới thiệu kinh điển pháp môn này cho đại chúng vì người diễn nói giới thiệu cho mọi người đi gọi là tán tán ngôn giáo dùng ngôn ngữ để tuyên truyền là tán tán chim lễ là thân giáo làm ra cho người ta xem Như vậy mới thực sự gọi là tu phước. Sau đó mới được 28 điều lợi ích. Nhân quả nhất định là tương ưng. Nhưng có nhiều người đọc kinh này xong Rồi thỉnh một tượng Địa Tạng Bồ Tát Về nhà thờ cúng Mỗi ngày đốt hương cúng hoa Sáng tối cúng thức ăn Nhưng không được quả báo Trong 28 điều lợi ích này Một điều cũng không đạt được Sau đó lại mắng Phật Nói kinh này không linh Kinh này không đáng tin Tại sao họ không cảm được quả báo? Vì họ hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Chỉ chú trọng vào hình thức. Trong tâm dựng tham sân si mạng y như cũ. Như vậy thì làm sao cảm được quả báo? Đoạn văn tự này Từng câu, từng chữ Chúng ta đều phải hiểu rõ ràng Hiểu tường tận Sau đó tu nhân Mới cảm được quả Đây là lời Thế Tôn Đích Thân nói ra Chắc chắn Ngài không nói dối Chắc chắn không quá lời nếu bạn thật sự có thể y theo kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện mà tu hành, thì bạn sẽ được lợi ích nhất giả thiên long hộ niệm. Thiên long là thần hộ pháp. Nhà Phật gọi là thiên long bát bộ thần hộ pháp họ phụ niệm bạn, thông thường chúng ta nói là họ bảo hộ bạn, nhị giả thiện quả nhật tăng. Chúng ta có thể tưởng tượng được người này tâm thiện, hành thiện, thấy tượng, nghe kinh, đọc tụng, cúng dường là hành thiện Lại có thể vì người diện nói Chỗ này không có từ vì người diện nói Mà Ngài dùng từ tán tán chim lễ Chính là vì người diện nói Trong những kinh thông thường Đức Phật dặn dò chúng ta Thọ trì đọc tụng vì người diện nói Đây là lời Phật thường dạy Phân lượng của Kim Kim Cang rất ngắn, chỉ có hơn 5.000 chữ. Nhưng trong đó, Đức Phật lặp lại câu này bao nhiêu lần. Tụng một quyển Kinh Kim Cang, bạn không nhớ những chữ khác, nhưng bạn sẽ nhớ mấy chữ này. Vì đó lặp lại quá nhiều lần. Thọ trì đọc tụng vì người diện nói. Chứ gì hãy xem đoạn này có ý nghĩa như vậy hay không? Chính là thọ trì độc tụng Vì người diện nói Tán tháng là nói Chim lễ là diễn Hợp lại là diện nói Do đó Quả thiện của họ Đương nhiên mỗi ngày tăng trưởng Thiện tăng trưởng Thì ác sẽ giảm bớt Hay nói cách khác nghiệp chướng của họ mỗi ngày đang tiêu trừ. Sức thiện của họ mỗi ngày đang tăng trưởng. Chỉ cần người tu hành noi theo lý luận phương pháp của kinh này. Tam giả tập thánh tượng nhân. Thánh tượng nhân là nhân thành Phật. Hiện nay, bạn đang tu nhân. Tứ giả Bồ Đề bất thoái. Bồ Đề là nói về tâm Bồ Đề. Cách giải thích tâm Bồ Đề đơn giản nhất là tâm giác ngộ không thoái chuyển. Trong đời sống hàng ngày, người này đối người, đối việc, đối vật, không mê hoặc không điên đảo, họ giác ngộ bất cứ lúc nào cũng có cảnh giác cao độ ngũ giả y thực phong túc phong túc không phải như chúng ta thông thường hay tưởng tượng là rất nhiều rất nhiều không phải vậy hiểu vậy là sai rồi phong túc nghĩa là nhất định không thiếu thốn người tu đạo biết đủ thường vui đây mới là phong túc thật sự họ không thiếu thốn cần gì thì đến lúc ấy họ đều gặp được đều có thể đạt được lục giả tật dịch bất lâm có thể xa lìa tật bệnh hai chữ phía trên này là tật bệnh hiện nay chúng ta gọi là một số bệnh truyền nhiễm họ sẽ không gặp Tại sao vậy? Tâm thanh tịnh Tâm từ bi Tâm hiền lương Thì sẽ không gặp những bệnh khổ này Những bệnh này Có quan hệ mật thiết với tâm địa Thức giả ly tủy họa tai Bạn sẽ không gặp những tai nạn này bạn có thể tránh khỏi bác giả vô đạo tặc ách đây là tai hại do người làm cường đạo cướp bóc bị ăn trộm giặc bạn cũng không gặp phải không gặp phải này tức là nói trong mạng của bạn một lúc nào đó thế nào cụ sẽ gặp phải những chuyện này nhưng bạn có thể tránh khỏi đó mới là lợi ích thật sự trong mạng của bạn không có những chuyện đòi nợ trả nợ với người ta vậy thì không tính còn trong mạng của bạn có. Sẽ gặp phải chuyện này, nhưng lúc này sẽ tránh khỏi. Như vậy mới là do công đức tu hành của bạn chuyển đổi cảnh giới. Cửu giả nhân kiến khâm kính một người tu hành người tu hành chân thật tâm địa hiền lương từ bi đối với người đều thành khẩn hoàn nhã người ác nhìn thấy bạn cũng cung kính bạn ba phần Đây là đạo lý nhất định. Thập giả thần quỷ trợ trì. Giống như những gì kiên lao địa thần nói. Người chân thật như giáo tu hành thì quỷ thần đều hộ vệ. Thời thời khắc khắc bảo hộ bạn. thập nhất giả nữ chuyện nam nhân thân nữ khổ nhiều hơn thân nam nếu như không muốn thọ thân nữ nữa muốn được thân nam có thể chuyển hay không có thể chuyển nhưng cũng có người muốn làm thân nữ sau đó nói thập nhị giả vi vương thần nữ quốc vương đại thần Sinh vào nhà phú quý điều có thể đạt được phát tâm này hơn phân nữa đều là Bồ Tát. Họ dùng thân phận này để độ hóa chúng sanh, đem lại lợi ích cho xã hội. Thập tam giả, đoan chánh, tướng hảo. Chúng ta thường nói tướng tùy tâm chuyển. Tâm tốt thì tướng tốt. Thập tứ giả, đa sanh thiên tượng đây là nói bạn tu phước phước đó rất lớn phước báo lớn thì nhân gian không có chỗ để hưởng thọ nên phải lên trời để hưởng phước thập ngũ giả hoặc vi đế vương chúng ta biết những vị du thời xưa hiện nay những vị lãnh tụ lãnh đạo quốc gia đều là trong đời quá khứ tu phước báo lớn nên họ mới cảm được người không có phước báo sẽ không bao giờ được địa vị ấy không nhận đạt không được cho dù cho họ họ cũng không nhận nổi điều này đúng như câu một miếng ăn một hớp nước không gì không định trước trong mạng của bạn có thì nhất định sẽ có trong bạn không có thì cầu cũng không được phía trước tôi đã từng nói với quý vị không có phước báo lớn như vậy ban quan tước cho họ khi họ còn chưa nhận được thì người đã chết mất việc này tôi xem thấy rất nhiều Họ chỉ có chức tước như vậy Vừa được thăng chức Vẫn chưa nhận chức thì người liền chết Cho nên nói Công danh lợi lộc thế gian Đều là do đời trước hoặc đời này tu được Đại đa số là do đời trước tu được Đời này bạn gặp được thiện tri thức chỉ dẫn Đời này tu thì đời này có thể chuyển nghiệp Giống như tiên sinh liệu phàm Mà quý vị đều biết Những gì nói trong viên liệu phàm Gia đình tư huấn Ông là ngay đời này chuyển đổi Trong đây đều có đạo lý Thập lục giả túc trí mạng thông túc trí mạng thông cũng giống như hiện nay, chứ gì đều quen thuộc với danh từ, công năng, đặc dị. Đây là do đời trước tu được. Mấy hôm trước có người tặng một đĩa CD cho tôi, tôi cũng không biết ai tặng. Hôm qua tôi xem thử, trong đó có một em nhỏ bốn tuổi viết thư pháp viết rất là đẹp chữ của một em bé bốn tuổi viết đã được khắc vào bia viết đẹp như vậy đây là thiên tài đó là túc trí mạng thông không phải do đời này là đời quá khứ Những chuyện giống như vậy cũng rất nhiều. Thập thất giả hữu cầu giai tùng. Đây chính là có cầu ác ứng mà chúng ta thường nói. Tại sao họ có cầu đều có ứng? Vì nghiệp chứng của họ đã tiêu trừ, không có chứng ngại, cho nên có cầu ác ứng. Thập bát giả quyến thuộc hoang lạc. Đây Đi là điều mà nhà nho nói bản thân thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia. Thì cả nhà sẽ vui vẻ. Điều có đạo lý. Thập cửu giả, chư hoạnh tiêu diệt. Trong mạng có tai nạn. Chúng ta gọi là tai nạn ngoài ý muốn. Hoành sự là tai nạn ngoài ý muốn trong mạng bạn sẽ gặp phải nhưng lúc này sẽ bị tiêu trừ nghiệp chướng đã tiêu trừ nhị thập giả nghiệp đạo dịnh trừ nghiệp đạo là nói về ác đạo họ vốn có tội nghiệp đáng lẽ phải đọa ác đạo bây giờ nhất định sẽ không bị đọa ác đạo nhị thập nhất giả khứ xứ ẩn thông Khứ xứ Sau khi chúng ta chết Mười pháp giới Bày ra trước mắt chúng ta Là mười con đường Phạm phu thông thường Bị nghiệp lực dẫn dắt Bản thân không có cách gì lựa chọn Như vậy rất khổ bị nghiệp lực lôi kéo. Người giác ngộ, người có trí tuệ, có thể tự mình chọn lựa, thì sẽ tự tại. Bất luận chọn đường nào cũng thông suốt, cũng không bị chướng ngại. Trời dục giới, trời sắc giới, thanh gian chuyên giác Bồ Tát đều do chính mình chọn lựa. Nhị thập nhị giả, giả mộng an lạc, phàm phu ai cũng nằm mộng bạn sẽ không bị ác mộng nữa bình thường gặp ác mộng thì bản thân phải cảnh giác tại sao lại gặp ác mộng vì ý niệm ác nhiều tập khí ác nhiều nên mới gặp ác mộng cho nên từ việc nằm mộng cũng có thể biết chính mình tu hành có tiến bộ hay không Nhị thập tam giả tiên vong ly khổ Người nhà thân quyến của bạn đã mất Nhờ phước của bạn Bạn tu hành giỏi Tu hành có công đức Nên họ được phước lây Có thể thoát khỏi ác đạo Có thể giảm bớt đau khổ Nhị thập tứ giả túc phước thọ sanh tương lai bạn đi đầu thai nhờ vào phước báo này bạn nhất định sẽ sanh tới phước địa sanh tới nhà có phước vì thập ngũ giả chư thánh tán tháng chư thánh là chỉ cho phật bồ tát vì thập lục giả thông minh lợi căn thông minh lợi căn là quả báo có được từ việc bố thí pháp trong đó có tán tháng chim lệ nhị thập thức giả nhiêu từ mận tâm tâm từ bi của bạn tâm thương xót hết thầy chúng sanh sẽ tăng trưởng nhị thập bát giả tất cánh thành phật tất cánh thành phật là nói sau cùng đời này không phát nguyện giảng sanh bất thoái thành phật tương lai cũng sẽ có duyên này duyên này không nhất định là ở đời sau hay là ở đời sau nữa nhưng nhất định sẽ gặp được bởi vì thường có chư phật hộ niệm có địa tạc bồ tát gia trì đây là nói bạn sẽ được nhiều lợi ích như vậy